Xin chào các bạn, mình là Sói Ngốc đây. Hai người đàn ông thử thách trong vùng hoang dã, ăn món gà nướng, uống nước bằng mai rùa và có một cuộc sống hoang dã đích thực. Bán đảo Yucatan nằm ở phía đông của Mexico, bờ biển dài hàng nghìn dặm thu hút hàng chục nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Nhưng cách đó không xa có một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi đây chứa đầy nguy hiểm và nhiều du khách đã bị thiệt mạng. Trong tập này, Matt, đứa con của thiên nhiên cùng người lính đặc công đã về hưu sẽ đến đây để sinh tồn. Ban đầu cả hai nhảy dù xuống hang tối, vật dụng cho chuyến đi này là chiếc ba lô du lịch, mắt kính và một lọ kem chống nắng. Có cả bản đồ đường phố và khăn tắm biển, rõ ràng thoát khỏi đây với vật dụng ít ỏi này là khó hơn dự kiến. Sau khi phân tích tình hình, họ không thể di chuyển trong bóng tối, công cụ tạo lửa chỉ có thể dùng cặp kính này. Về phần Joe cũng không rảnh rỗi, anh ấy tranh thủ đi tìm củi khô để làm đuốc. Do ánh mặt trời bị hạn chế, Matt phải đẩy nhanh quá trình, bẻ hai miếng kính, kẹp chúng bằng thanh gỗ. Cạo lấy mùi nhùi trên chiếc quần jean 5K, mọi thứ đã sẵn sàng và đến vị trí có ánh sáng, sau đó chờ đợi ngọn lửa. Bên này Joe dùng kem chống nắng đổ đều lên tấm vải, rồi quấn nó vào thanh gỗ nhặt được. Thời gian trôi qua, dần dần đã có khói bốc lên, không còn vật liệu đốt lửa nên bản đồ được dùng thay mồi lửa, sau đó nhanh chóng chuyển sang đuốc, không tốn chút sức lực, ngọn lửa hừng hực lập tức bị đốt cháy. Cầm ngọn lửa thăm dò tình hình xung quanh, Matt thu dọn hành lý, hai người tiến về phía sâu trong động, đi được một đoạn, không gian dần thu hẹp lại, họ không phân biệt được phương hướng, một lúc sau bị một vách núi chắn ngang, họ đi một vòng lớn như thế này, tình cờ phát hiện ra một dòng sông ngầm và hình như có ánh sáng xuyên qua. Lúc này hai người không còn sự lựa chọn nào khác, vì vậy họ không chần chừ xuống nước, hít một hơi thật sâu rồi lặn dưới nước và bơi về phía ánh sáng. Chừng vài giây sau họ đã xuất hiện trở lại, cuối cùng cũng nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng. Bây giờ họ chỉ còn một bước nữa là ra ngoài, nhìn vào rễ cây, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cách tốt nhất. Sử dụng kinh nguyệt leo núi phong phú của mình, Matt leo lên như một chú khỉ. Sau đó anh ấy dễ dàng chạm đến miệng hang, đến lượt Joe, thực hiện kỹ năng rất tốt, tay thì kéo còn chân thì dẫm lên rễ. Chẳng mấy chốc họ đã gặp nhau. Ngay khi cả hai chuẩn bị lên đường thì một sự cố đã xảy ra, không biết chiếc cặp bị thủng từ lúc nào, kính dùng để đốt lửa cũng biến mất, Joe lập tức đi tìm. Thấy vậy, Matt vội vàng nhắc nhở, nếu bạn không tìm được, để tôi phải cạn kiệt sức lực thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Nghe xong câu này, Joe lạnh người nói rằng anh ấy sẽ cố gắng tìm lại. Lại nhảy xuống nước, đi tìm vòng quanh, nhưng anh vẫn không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc. Anh không còn lựa chọn nào khác đành cố gắng leo lên chịu đấm ăn xôi. Thể lực dần dần suy yếu, nên động tác rõ ràng so với lần trước khó khăn hơn nhiều. Anh gồng gánh gắng sức cùng với sự giúp đỡ của Matt, hụt hơi và kiệt sức, cuối cùng cũng lên được phía trên. Thấy Joe như vậy, Matt cũng không trách móc nữa. Cả hai bắt đầu tiến vào rừng rậm, đi về phía tây đến bờ biển. Không biết đi được bao lâu, cũng không thấy một khe suối, hơi khát nước, họ đành phải dùng dây leo gần đó. Không ngờ trong đó còn không có một giọt nước ngọt. Khu rừng trông tươi tốt nhưng khô hạn gần giống như sa mạc. Hoạt động trong 3 giờ đồng hồ, thấy trời đã xế chiều, Joe đề nghị dựng trại ngay tại chỗ. Sau bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên đối tác chủ động như vậy. Đợi anh ấy sắn quần lên xem một chút, anh chàng tội nghiệp, anh đã bị muỗi đốt. Biết được tình hình, Matt ngay lập tức vung kiếm chém rồng, chặt đứt từng cây non xung quanh mình và cắt đứt chúng với một vết nứt ở giữa, một đầu đoạn cây được cắm vào đó. Với 4 cọc 2 xà, anh ấy đã chế tạo một cái khung đơn giản để cải thiện sự ổn định. Phía dưới dùng cành cây chống đỡ vững chắc, phần xây dựng còn lại giao cho Joe. Matt đi ra ngoài tìm một ít vật liệu chống muỗi, trong khi anh ấy mãi mê tìm kiếm. Một bé na xuất hiện dưới chân, anh đứng chết lặng ngay tại chỗ và không dám di chuyển. Đối mặt với loài động vật đáng sợ, tốt hơn hết là tránh đi chỗ khác. Sau đó anh cầm nhựa cây chống muỗi trở về trại, nhìn căn biệt thự tiện nghi giữa vùng hoang vu, anh không khỏi phấn khích, sau đó bôi nhựa lên gốc cây để ngăn chặn sự xâm nhập của muỗi vào ban đêm. Sau khi nghe Matt thả bé na đi, Joe tỏ vẻ rất tiếc nuối, một bữa tiệc thịnh soạn trong vùng hoang dã đã biến mất. Matt nói anh không thể dùng một cây gậy để có thể bắt được con mồi, anh hứa hôm sau đi rừng nhất định sẽ mang theo con dao. Sau khi xong việc, cả hai nằm trên giường và trải qua một đêm tuyệt vời với giấc mơ của riêng mình. Thời gian đến ngày thứ hai, không có thức ăn sáng, họ nhấn ga và tiếp tục di chuyển về phía tây. Ngay khi cả hai đang lo lắng về thức ăn, thì Matt phát hiện một thứ gì đó. Thì ra là một con gà rừng đang đi vệ sinh. Matt ra hiệu không nên vội vàng. Hãy từ từ lén lút quan sát nó một chút nữa. Đặt đồ đạc xuống, anh rón rén bò về phía trước vì sợ gây ra tiếng động. Anh ấy dừng lại chờ đợi, chờ đối phương thả lỏng cảnh giác thì bất ngờ nhảy lên. Không đợi đối phương kịp phản ứng, anh ấy đã tóm lấy một hòn đá gõ nhẹ và đưa con gà đi ngủ một giấc mãi mãi. Nhìn protein nằm trên mặt đất, không nhắc đến việc họ phấn khích như thế nào. Triệt lông con gà ngay tại chỗ và tạm thời đóng gói để lên đường. Ưu tiên hàng đầu là mau chóng tìm được nước ngọt. Một số cây cao và thẳng đã thu hút Matt. Anh đoán rằng nó có thể liên quan đến nguồn nước. Hai người bắt đầu tới gần, chỉ thấy phía trước tầm nhìn đột nhiên rộng mở. Xuyên qua kẽ cây, quả nhiên hai người tìm được một hồ nước cực lớn. Đi đến bờ hồ, Joe thận trọng xác nhận lại rằng không có mùi lạ và không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nước ngọt đích thực mà họ cần. Môi trường ở đây rất đẹp và giàu tài nguyên, cả hai quyết định dựng trại ngay lập tức. Nhìn những dây leo tươi tốt, Matt đã nghĩ đến việc xây dựng nơi trú ẩn. Nhưng trước đó anh cần phải nhóm lửa.
dùng đồ long đao để thu thập các vật liệu phù hợp và tìm những cây khô ráo, thu thập bùi nhùi, không có dây thừng, anh ấy tận dụng luôn quai rét, mọi thứ đã sẵn sàng, một bộ thiết bị nhóm lửa nhanh chóng đã được tạo ra, sau đó kéo dây cung, bắt đầu dốc hết sức lực, liên tiếp trà sát 7.749 lần, cuối cùng tia lửa cũng xuất hiện, cẩn thận chuyển đến bùi nhùi. Nhẹ nhàng thổi vài ngụm khí CO2 và ngọn lửa dữ dội bùng phát ngay lập tức. Lúc này Joe quay lại với nước ngọt, nhưng không tìm được dụng cụ chứa nước thích hợp nên đành dùng mai rùa thay thế. Tận dụng lúc đun nước, Matt mắc võng nằm nghỉ một lúc. Nửa giờ sau, gà nướng thơm phức mới ra lò. Có thức ăn và nước uống, họ bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Thời gian đã đến ngày thứ ba, sau khi bổ sung năng lượng, tốc độ của hai người họ tăng nhanh, đi qua mặt trời như thiêu đốt. Họ đến một khu rừng ngập mặn, cây cối chẳng chịt đầy bùn đất, di chuyển rất khó khăn. Đi như vậy khá lâu, tầm nhìn trước mặt họ đột nhiên mở ra. Rời khỏi khu rừng rậm, họ đến bờ biển đã chờ đợi từ lâu. Cả hai định phát ra một vài tín hiệu cấp cứu. Matt nhặt được một con ốc xà cừ lớn. Anh ấy muốn dùng nó thổi một tiếng còi thật lớn. Không biết qua bao lâu, Joe đột nhiên gọi Matt. Theo camera quay lại, họ tình cờ tìm được hai ngư dân. Như vậy hai người họ đã xuất sắc hoàn thành thử thách.